Tin tức tại Việt Nam, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cho biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đến viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không dự tang lễ của Thiền sư. Bản tin của Đài VOA nói rằng ông Ngô Sách Thực là Phó Chủ tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã dẫn đầu đoàn đến viếng thăm tang lễ của Thiền sư Nhất Hạnh vào sáng ngày 25 Tây Thánh Giêng là ngày hôm qua. Ông Ngô Sách Thực đã viết vào trong cuốn sổ tang nguyên văn như sau: Với tất cả sự trân trọng, kính mong giác linh Thiền sư sớm cao đăng Phật quốc và những ý tưởng tích cực của Ngài về tình yêu quê hương, đất nước, con người, về sự đoàn kết, hòa hợp, hòa bình sẽ còn mãi mãi nơi thế gian. Ông Thực ghi nhận Thiền sư Nhất Hạnh là vị cao tăng uyên thâm Phật học, đã nhiều năm bôn ba truyền bá giáo pháp Phật cùng văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Trước đó, vào ngày 23 Tây Thánh Giêng, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời chia buồn đến Sơn Môn Cộng đồng Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước và pháp quyến của Thiền sư Nhất Hạnh. Bà Hằng nói rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và sự ra đi của Thiền sư là tổn thất của cộng đồng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Bản tin của Ban Việt ngữ VOA cho biết trước sự ra đi của Thiền sư Nhất Hạnh, cho đến giờ này thì Giáo hội Độc lập, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vẫn chưa gửi lời chia buồn. Thiền sư Nhất Hạnh từng là một nhân vật trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trao đổi với Ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, hiện nay đang chủ trì tại Houston, Texas, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nói rằng Đức Đệ Lục Tăng Thống là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Viên, dự định đi từ Nha Trang, Khánh Hòa để ra Huế viếng Thiền sư Nhất Hạnh. Hòa Thượng Thích Huyền Việt nói rằng Đức Đệ Lục Tăng Thống đi với tính cách tình pháp lữ, huynh đệ đồng môn với Thiền sư Nhất Hạnh, do cùng tu học ở chùa Từ Hiếu trước đây. Hòa Thượng Thích Huyền Việt nhấn mạnh sự viếng thăm của Đức Đệ Lục Tăng Thống không mang danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vẫn theo lời của Hòa Thượng Huyền Việt, thì lúc sinh thời, cả Đệ Ngũ Tăng Thống là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Đệ Tứ Tăng Thống là Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Cả hai vị đều đã từ chối tiếp Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Thích Huyền Việt cho biết, một số chùa trực thuộc Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, có tổ chức tưởng niệm Thiền sư Nhất Hạnh với tư cách cá nhân, chứ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có lễ tưởng niệm ở cả trong lẫn hải ngoại. Với lý do là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không cùng chí hướng với Thiền sư trên tinh thần quốc gia dân tộc. Hòa Thượng Huyền Việt nói với Đài VOA, bản thân của Hòa Thượng vẫn kính trọng, ngưỡng mộ Thiền sư Nhất Hạnh về phương diện văn hóa, truyền bá tư tưởng Phật giáo từ bi, bao dung đến thế giới phương Tây. Nhưng trên tinh thần quốc gia dân tộc thuần túy thì Hòa Thượng Huyền Việt không cùng đường lối với Thiền sư Nhất Hạnh. Đức Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần 1926 tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã viên tịch tại tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế lúc 0 giờ ngày 22 tháng Giêng ở tuổi 96 theo cáo phó của Tăng đoàn Lạc Mai. Thưa quý vị, sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có những cái tranh cãi. Một Facebooker quyết đào đã viết như thế này: mặc dù biết rằng nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng với tư cách là một công dân Việt Nam Cộng Hòa, người xứ Quế tôi chỉ cảm thấy tiếc cho đất Quế, tiếc cho mẹ ông đã sinh ra ông, sinh ra một tên nghiệt chủng công dân ăn cơm Việt Nam Cộng Hòa mà thờ ma Cộng sản. Sự gian dối, cầu danh, sự tiếp tay với Cộng sản đốt cháy miền Nam của ông
oán hận chất ngất thì làm sao mà rửa sạch được? Nghiệp chướng còn quá nặng thì mong gì ông siêu thoát? Nếu cõi Niết Bàn mà có Phật gác cửa thì làm sao mà ông vào được? Trừ phi ông cũng như lũ lưu manh xô sụp cửa để mà vào thôi ông ạ. À, có quá nhiều oán hận đối với ông. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa hờn thì ông không thể siêu sinh làm người thành Phật được. Tôi nói theo tiếng nói tương lai công chính thôi. Thưa quý vị, thì những cái suy nghĩ đó, cái bút Quỳnh Hậu đã có một cái câu hỏi là: học giả thiền sư đáng kính chăng? Nội dung như sau: ông Thích Nhất Hạnh vừa qua đời và đã khá nhiều bài viết bày tỏ cái niềm tiếc thương, ca ngợi công đức của ông lúc sinh thời. Người thì cho rằng Phật giáo Việt Nam vừa mất đi một thiền sư trí tuệ kiệt xuất, kẻ thì cho rằng nhờ ông Thích Nhất Hạnh mà tin rằng ở trên đời còn có sự bất tử. Đại khái toàn là những lời có cánh. Nếu mà hương hồn con Thích Nhất Hạnh mà nghe được chắc là cũng khoái. Người Việt mình ưa cái chủ trương nghĩa tử nghĩa tận. Dù cho lúc sinh thời một cá nhân có làm điều tầm bậy thì khi qua đời rồi người ta cũng xí xóa, không nhắc tới nữa. Điều đó cũng tốt, nêu lên được cái tâm rộng lượng mà con người nên có. Không nhắc tới nữa thì được, nhưng ca ngợi một tên tội phạm bằng những lời có cánh thì chỉ có những thằng trí não có vấn đề hoặc là bị tâm thần phân liệt thì mới xử sự như thế. Cá nhân tôi mãi mãi không quên được những gì mà ông Thích Nhất Hạnh đã làm. Khi mà quân dân miền Nam Việt Nam đang gồng mình chiến đấu chống lại dã tâm xâm lược thô bạo của Tập đoàn Cộng sản Hà Nội, những ai từng trưởng thành trong thời chiến tranh Việt Nam đều biết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể là khối Ấn Quang, là những thành phần nối giáo cho giặc. Ba ông Thích nổi bật vào lúc đó là Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh và Thích Đôn Hậu. Trong ba ông Thích này, theo cái nhìn của tôi, Thích Nhất Hạnh là một kẻ nguy hiểm bậc nhất đối với nỗ lực chống cộng của quân dân miền Nam Việt Nam. Thích Trí Quang quậy cho nền trị an của Việt Nam Cộng Hòa nát bét bằng cách xách động thanh niên, Phật tử, sinh viên, học sinh xuống đường chống chính quyền trong cái gọi là bảo vệ đạo pháp. Nhưng nói cho cùng, dù sao thì lực lượng an ninh của Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiểm soát được hoạt động của Thích Trí Quang trong tầm tay. Thích Đôn Hậu nối giáo cho giặc, khi trực tiếp tham gia vào lực lượng cộng sản để xâm chiếm thành phố Huế vào đầu xuân Mậu Thân 1968, mà kết quả thê thảm là hơn 5.000 người dân Huế vô tội đã bị lũ cộng sản và tay sai như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trang, vân vân sát hại một cách dã man bằng những phương tiện còn tệ hơn thời Trung Cổ. Thích Trí Quang và Thích Đôn Hậu là những con bài ngựa địch ta rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều nếu so với Thích Nhất Hạnh. Bằng văn tài và bằng khả năng ảnh hưởng giới trẻ, Thích Nhất Hạnh đưa quan niệm thiên tả vào trong những bài thuyết giảng hay trong tác phẩm văn học một cách khéo léo. Thích Nhất Hạnh núp lùm ăn hạt gạo của miền Nam Việt Nam, nhưng lòng dạ thì hướng về bên kia chỉ thứ 17 và đã tự nguyện làm cán bộ tuyên truyền ngoại giận cho Hà Nội. Năm 1966, Thích Nhất Hạnh ra ngoại quốc trong chuyến đi gọi là vận động hòa bình cho Việt Nam. Tại Mỹ, Thích Nhất Hạnh rất nổi tiếng là một tiếng nói phản chiến và quen thân với Martin Luther King, John Kerry, Jan Fonda, vân vân. Toàn là những nhân vật mà Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố rằng không có những người như John Kerry, Thích Nhất Hạnh, Jan Fonda thì miền Bắc không thể chiến thắng miền Nam. Vâng, chống chiến tranh là điều tốt, vì chiến tranh mang lại đau thương, mất mát, chia lìa cho người dân cả nước. Có thể nói không sợ lầm rằng chỉ có cái thằng lái súng thì mới khoái chiến tranh, chứ người bình thường ai cũng mong được sống trong cảnh thanh bình, êm ả. Nhưng ông Thích Nhất Hạnh chống chiến tranh Việt Nam theo kiểu rất là bất lương của ông. Ông ta qua Mỹ và tới diễn đàn Liên Hợp Quốc ra sức ca ngợi Hà Nội là lực lượng yêu chuộng hòa bình và đầy thiện chí, còn Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng hiếu chiến gây bao tội ác bất nhân. Trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Dân Mỹ, nhiều người đâu có biết là nước Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. Họ chỉ biết là chính phủ của họ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa chống cộng và con cháu họ từng ngày hy sinh ở đó. Thế là họ nghe Thích
nhất hạnh tuyên bố chính thể Việt Nam Cộng Hòa toàn là hiếu chiến, tham nhũng, sợ chết, vân vân. Thử hỏi người dân Mỹ sẽ nghĩ như thế nào? Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn dựa vào viện trợ của Mỹ để chống cộng. Thế mà Thích Nhất Hạnh đâm một nhát lúc cán như thế, khiến cho quần chúng Mỹ nổi lên chống chính phủ, đòi rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, chấm dứt chiến tranh. Hay nói khác đi, là Thích Nhất Hạnh đã giúp trói tay Việt Nam Cộng Hòa cho thằng Cộng sản Hà Nội khốn kiếp, tha hồ, dẫm đạp, giết hại. Sau năm 1975, Thích Nhất Hạnh tưởng bở sẽ được Cộng sản Việt Nam trả công nô tài bội hậu. Nhưng đối với thằng Cộng sản, Thích Nhất Hạnh chỉ là miếng chanh hết nước, chỉ chờ ngày yên vị ở trong thùng rác. Sự thật đã chứng minh đúng như thế. Thích Nhất Hạnh là thiền sư minh triết ư? Là học giả ư? Xin lỗi bạn nhé, lời thật mất lòng. Trong con mắt của tôi, ông ta chỉ là một tên giả hình với đầu óc cực kỳ tham si, đầy dục vọng. Chẳng những thế, ông ta còn là một tên nói láo có hạn. Năm 1968, khoảng 5.000 người dân Huế vô tội bị Cộng sản Việt Nam sát hại. Ông Thích Nhất Hạnh không hề tố cáo luôn sát nhân Cộng sản một tiếng. Vậy mà năm 2001, ông đăng đàn tại New York tố cáo một cách biệt bợm rằng vào những năm 1968-1969, máy bay khu trục Mỹ đã bắn rocket xuống thành phố Bến Tre, giết chết 300.000 người dân vô tội ở đó. Toàn là bố láo. Đó, học giả, thiền sư đáng kính của bạn đó. Thật là ngán ngẩm, Quỳnh Hậu. Kính thưa quý vị, sau cái bài viết đó thì một số comment đã comment rất là nhiều trong cái bài viết. Và cây bút Quỳnh Hậu đã viết tiếp như sau. Đáng lẽ ra thì tôi không viết thêm gì về cái ông Thích Nhất Hạnh, bởi tôi đã nhiều lần viết để vạch ra cái mặt mốc của ông ta, đã chán quá rồi. Nhưng hôm qua, khi đọc những bài ca ngợi cái hồn ma Thích Nhất Hạnh lên tận mây xanh, tôi đã không thể chịu nổi, nên lại tiếp tục viết bài Thiền sư học giả đáng kính ư. Dĩ nhiên là bài viết đã đụng chạm đến mấy con nhang vốn luôn tự nguyện đội cái ngài thiền sư lên trên đầu hơn cả ông bà tổ tiên, thì cũng chả có gì ầm ĩ. Nhưng phản ứng của một vài con nhang, mà theo cái nhìn của tôi, cực kỳ đần độn. Vì vậy, tôi ráng viết thêm bài này, mong mở ra chút ánh sáng cho mấy cái đầu gối. Gom lại, lập luận của mấy con nhang nhằm binh vực cho ngài thiền sư gồm mấy điểm như sau. Thứ nhất là con người ai chả sai phạm, hãy quan tâm tới những gì mà thiền sư làm trong hiện tại, chứ gì hậm hực với quá khứ mà lo bới móc nói xấu. Hai, một mình ông Thích Nhất Hạnh không thể thay đổi được cục diện của miền Nam Việt Nam được, mà cái thế của nó là phải vậy. Thứ ba là không nên phán xét một ai, ngay cả ông Hồ, vì họ chưa chắc là có tội với hình sự, họ chỉ có tội với các vị vì đã làm cho cái gì thất vọng nên các vị hậm hực. Thứ tư, ông Thích Nhất Hạnh có tầm ảnh hưởng trên thế giới lớn hơn quý vị nhiều. Thứ năm, tác giả Quỳnh Hậu còn trẻ, nói thiếu cơ sở xác thực và áp đặt quan điểm. Thứ sáu, khơi gợi làm gì nên bao dung ở trong tình tự dân tộc. Vậy, tôi xin lần lượt mổ xẻ cho rõ ngọn ngành nhé. Chỉ mấy tuần trước, bà mẹ của con dì ghẻ khốn kiếp đã bạo hành tới chết bé Vân Anh, thì cũng đưa ra lập luận rằng ai mà chả có lần sai phạm. Và sau đó không hiệu quả thì nộp giấy chứng minh con mẹ ghẻ nó bị tâm thần. Trên đời này chả ai là thánh nhân, nhưng mỗi con người đều phải tuân theo một chuẩn mực của xã hội để đảm bảo một trật tự vừa phải cho cuộc sống của tha nhân. Anh vượt qua giới hạn thì anh phải chịu cái sự chế tài pháp luật. Trong trường hợp anh khôn ngoan, anh đã chui lòn né tránh luật pháp, thì anh cũng phải chịu sự phê bình chỉ trích của người đời. Nhà thơ Bùi Chí Vinh đã vô cùng hợp lý khi tuyên bố là Thích Nhất Hạnh phải chịu trách nhiệm những gì mà ông ta tuyên bố thời chiến tranh Nam Bắc. Lý lẽ nào mà cho rằng anh làm bậy cho đã, rồi sau đó biện hộ là ai chả có lần sai phạm, rồi phủi đích, coi như xong. Nhưng kính thưa quý vị, về cái sự ra đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, một linh mục Công giáo là ông Nguyễn Văn Khải đã có một bài viết là Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở trong mắt tôi, nội dung
như sau. Về đời sống dấn thân của thiền sư thì trước sau, ông chỉ lợi dụng cái nỗi đau của đồng loại để làm lợi cho ông và môn phái của ông. Ông dường như không quan tâm đến vận mệnh dân tộc và đất nước. Trước 1975, ông chống Việt Nam Cộng Hòa. Ông phản chiến cuộc chiến bảo vệ tự do và độc lập của miền Nam. Chẳng những ông không phản đối mà còn ngấm ngầm ủng hộ cuộc xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Ông thân cộng và làm lợi cho Cộng sản. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhân đạo nên chỉ trục xuất ông. Ông đi đêm với Cộng sản bao nhiêu lần. Trước sau 1975, Cộng sản lợi dụng ông và ông đã lợi dụng Cộng sản được bao nhiêu lần. Năm 2005, Cộng sản thấy cần sớm được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo, CBC. Họ tổ chức cho một cuộc hồi hương như là quốc sư từ Bắc chí Nam với cả bộ máy tuyên truyền của Cộng sản vào cuộc tung hô. Tưởng đã đến lúc thể hiện được vị thế của mình. Sau đó ông đề nghị nọ kia để dạy khôn cho Cộng sản Việt Nam, nhưng lại bị Cộng sản Việt Nam dạy cho ông một bài học. Năm 2006, trước khi đến Việt Nam dự hội nghị OPEC, Tổng thống Bush đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Thế là đến năm 2008, thiền viện làng Mai của ông ở Bảo Lộc, Lâm Đồng bị Cộng sản thôn tính. Đến lúc ông bệnh gần chết, ông muốn được hồi hương, biết là ông chẳng làm gì ở Việt Nam được nữa và Cộng sản cũng còn lợi dụng được chút tên tuổi của ông nên cho ông về. Trước sau vẫn là một người chỉ tìm quyền lợi của ông và môn phái ông. Ông lợi dụng Cộng sản và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của giới phản chiến ở Mỹ để làm điều ấy. Ông đánh bóng tên tuổi qua nỗi đau của đồng bào, đồng loại. Nhưng đến năm 2001 thì ông bị ọt rơ. Dù bị khủng bố 11 tháng 9, từ đó ông mất điểm trong con mắt của người Tây Phương vốn thích ông. Thích ông và tôn vinh ông là quyền của mỗi người. Phần tôi thích và tôi tôn vinh những người dám hy sinh vì dân, vì nước, bất kể họ là ai, Cộng sản hay Cộng hòa, Công giáo hay Phật giáo, người Việt hay người ngoại quốc. Tuy nhiên trong tư cách là linh mục, tôi đã làm xấu hổ khi có người Công giáo chẳng biết gì cũng ăn theo phong thánh cho ông. Cả một trang mạng Công giáo cũng có bài viết về ông. Phần tôi tin thờ Chúa và tôi đi theo giáo lý của Ngài. Tôi không theo thói đời A vua, A tòng tôn thờ thần tượng nhảm nhí. Mọi người, đặc biệt người tu hành dấn thân, thì lời nói và việc làm, tư tưởng và cuộc sống phải đi đôi với nhau và phải biết thương yêu và chia sẻ thân phận với đồng bào và đồng loại. Đức Đạt Lại Lạt Ma là người như vậy, còn Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tôi không thấy được như vậy. Và vì vậy, ông cũng không có chỗ ở trong lòng người Việt quốc gia chân chính và hiểu biết, ngay cả trong lòng nhiều Phật tử quốc gia cũng không. Người viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng chú cứu thế.